Hãy thử nói, bố mẹ bạn đều khỏe chứ? Nǐ bà bà ma ma dou hǎo ma? Nǐ bà bà ma ma dou hǎo ma? Hãy nói, bố mẹ mình đều rất khỏe. Wǒ bà bà ma ma dou hěn hǎo. Wǒ bà bà ma ma dou hěn hǎo. Hãy hỏi, Lục Vũ Bình, bố mẹ cậu đều khỏe chứ? Lưu Yǔ Pěng, nǐ bà bà ma ma dou hǎo ma? Lưu Yǔ Pěng, nǐ bà bà ma ma dou hǎo ma? Bây giờ hãy nghe cách nói bận, máng, máng. Có bận không? Máng ma? Máng ma? Bạn có bận không? Nhỉ máng ma? Nhỉ máng ma? Bố bạn bận không? Nhỉ bà bà máng ma? Nhỉ bà bà máng ma? Mẹ bạn bận không? Nhỉ ma mà máng ma? Nhỉ ma mà máng ma? Đều rất bận. Tâu khẩn máng. Tâu khẩn máng. Họ đều rất bận. Chúng tôi đều rất bận. 我们都很忙. 我们都很忙. Các bạn đều bận à? 你们都忙吗? 你们都忙吗? Các bạn đều rất bận à? 你们都很忙吗? 你们都很忙吗? Bố mẹ mình đều rất bận. 我爸爸妈妈都很忙. 我爸爸妈妈都很忙. Bố mẹ chúng mình đều rất bận. 我们爸爸妈妈都很忙. 我们爸爸妈妈都很忙. Bây giờ hãy nghe cách nói không bận. 不忙. Trong đó từ không là 不. Âm Hán Việt là bất. 不. 不. Không bận. 不忙. 不忙. Hãy nhắc lại không bận. 不忙. 不忙. Tôi không bận. 我不忙. 我不忙. Họ không bận. 他们不忙. 他们不忙. Họ đều không bận. 他们都不忙. 他们都不忙. Họ đều rất không bận. 他们都很不忙. 他们都很不忙.
Cậu không bận à? 你不忙吗? 你不忙吗? Họ đều không bận à? 他们都不忙吗? 他们都不忙吗? Bố mẹ bạn đều không bận à? 你爸爸妈妈都不忙吗? 你爸爸妈妈都不忙吗? Họ đều không bận. 他们都不忙. 他们都不忙. Sau đây là từ bạn. 朋友. Âm Hán Việt là bằng hữu. 朋. 朋. 友. 友. 朋友. Một thanh hai và một thanh nhẹ. 朋友. 朋友. Bạn của tôi. 我朋友. 我朋友. Bạn của anh. 女朋友. 女朋友. Bạn của anh ta. 他朋友. 他朋友. Bạn cậu có khỏe không? 你朋友好吗? 你朋友好吗? Anh ấy không khỏe. 他不好. Anh ấy rất khỏe. 他很好. 他很好.